Thôi này 30 cho anh chị đi. Hello anh Tùng. Tiếp Ngọc Ngọc cũng có cây đẹp nữa nha. Cây đẹp thì 60.000. 30 cho Linh Khánh nè. Tiếp Ngọc Ngọc cũng có cây đẹp nữa. Đang lên hai mầm to quá trời. 30 thôi nha Linh Khánh ơi. Rồi cái này là cây chớp Susan nha mọi người. Chớp Susan này bữa đó 100 hay gì nè. Thôi em bán sổ đi. Xác sức là chớp Susan nha. Em bán cây này xác sức là Susan sổ chớp. Em bán cái này 50 luôn. Cái này bữa 90 nè. Này cái lá này giống Susan này. Còn lá này lạ quá. Xác sức là Susan sổ chớp 50.000. Ok chớp 50 giùm em. Trời mọi người không tương tác giùm em chăng. Không tương tác giùm mà cũng không gì luôn. 55 anh chị mà em được 5 anh chị chốt. Cho chị Thúy Hà Phan 50 nè. Em bán sổ nha không bán Susan. Rồi cái hàng này hình như là mắc phụng nè mọi người. Bán 50 luôn đi. Ê anh Vũ với lại anh Phú với lại chị Cana Quỳnh muốn lấy Susan không? Nó không lùm hơn nhưng mà chắc ăn là Susan luôn. Susan sổ chớp luôn. Lấy không em lấy cho 50 cho Mê Hoa Lan nè. Xác sức là mắc phụng đó. Lấy cho em mấy cây Susan lại luôn chị. Này gì ta phải tím đậm sổ chớp không ta. Thôi em cần biết nó là gì. 45 cho mọi người không tính giàu rồi nha. Em bán cho rẻ. Xác sức là lao điệp tím đậm hoặc là hồng sọc hoặc gì cả nó đi. 45. Đẹp lắm. Cảm ơn chị Lâm Bụi. 45 cây này cho anh chị. Em lên cho nó hết mấy gỗ này nha. Đây ai muốn lấy Susan. Chắc ăn Susan luôn. Bán luôn. Trời má ơi 50.000 bán sổ luôn. Có ai lấy này thì lấy nha. Hồi nãy ba anh chị nãy chốt mà xác sức Susan đó. Còn này là chắc ăn Susan sổ chớp luôn nè. Cái này 45 giùm em nha. Ok chốt 45 giùm em. Cái này nhìn bên đây giống mà nhìn đây lạ quá ta. Nó lạ luôn quá vậy. 50 cho Thúy Nga Phan nè. Có ai lấy nữa thì tranh thủ lấy nha. Này em bán sổ luôn rồi đó. Đó đẹp chưa. Ui được rồi. Nhìn mê không mọi người. Xác sức là Susan sổ chớp. 45 cho chị Chi nè. Em bán hành lý không có vòi nha. 70 anh chị. 70 anh chị cho em xin 70 cái chấm được không. Sao 70 anh chị mà em thấy được có 5 người à? Tại em đang nhức đầu nó chịu không nổi. Nè Susan sổ chớp 5% nha. Cái này bình thường là 70 là rẻ nhất. Bình thường giá rẻ nhất là 70.000. Giờ em đi cho mình 50 luôn. À ta nói sale này là xả láng luôn nha. Ôi Châu Đốc An Giang hả. Cảm ơn chị Đồng Hương. Cái này đã chiều ít người em bán à, em không bấm nội được. Không chị đâu nói em. Anh nói được 70 anh chị kìa. Được có mấy anh chị rồi. Này đã chiều ít người. Đầu like mình bán nha. Chứ là đông người quá mà không mua như vậy. Mọi người không mua thì mọi người ủng hộ tinh thần em đi. Chấm tương tác giùm em đi. Rồi trả Susan nè. Ê sale này cho luôn nè. Đây có cây phụng bằng lửa nữa nè. Có ai lấy phụng bằng lửa lấy nha. Khi nào có chớp Thái về với em. Là anh hỏi chớp Thái hàng Thái hay là bây giờ chớp Thái hàng Việt. Chớp Thái hàng Việt em có nè. Hỏi em sale luôn. Có còn mấy cây chớp Thái đâu ta. Còn 5-6 cây chớp Thái nè em sale luôn cho. Rồi mắt phải giật chắc là mắt trái chuẩn bị nâu rồi. Nè còn cây phụng bằng lửa có ai lấy nha. Đây em sẽ lên cho anh chị một cái tông màu. Em đảm bảo với anh chị tông màu này có rất nhiều anh chị chưa có. Và thằng này chưa xuất hiện ở Việt Nam nhiều đó mọi người. Thảo 40.000 chị.
Tả Rơn Đô Quân Sơn Diệu. Ủa, cây này bữa nó ai nào mua mặt ha, quên mất rồi. Ba cây 200 nè. Em này không có thơm. Cây này chưa bán đâu, vẫn tiếp tục chưa bán. Bình thường em này là 70.000, 3 giờ tới 3 giờ rưỡi em like nha. Em này là cái tông này nó là hàng nắng. Nắng này nó là vừa đột biến vừa là lai xin nha mọi người. Thứ nhất lai xin là cánh hoa của nó hơi sẵn nè. Thứ hai nữa cái lưỡi của nó là lưỡi bệt cho mình. Em cho anh chị coi cái lưỡi nè, lưỡi bệt rất là đẹp. 70.000 cây, giờ anh chị đi 3 cây 200 em tặng 1 nha. Em còn mấy cây à? Cầm giùm tôi bà. Đẹp ghê không? Lưỡi này là dòng lưỡi bệt nha, lưỡi to, cánh sáp dày và là cái cánh bóng cho mình. Tông màu này rất nhiều anh chị chưa có luôn. Em đảm bảo với anh chị bao xịn cho mọi người luôn nha. Nè, đây là lưỡi bệt nha mọi người. 70.000 một cây. Bây giờ em đi cho mình 3 cây 200 tặng 1. Em còn được 1 2 combo à. Hai gì màu xanh còn không? Màu xanh là hai gì? Hai gì màu xanh á. 3 cây 200 em tặng 1 cho em cây thôi. Em còn được 1 2 combo thôi. Hello chị thấy có anh chị nào lấy này lấy nha. Đây cái nữ hàng hết nè mà nói vậy. Đó này, em còn 3 cây lai cát nè. Lấy cho em cây nữa. Đưa tao sale luôn thanh lý luôn. 3 cây đó 150. Em có 3 cây lai cát nữ hàng 150 rồi, có ai chốt chốt nha mọi người. Chuẩn bị có hiệu ứng nữa nè, chửi cho nghe nè. Cho cây nữa đi. Ok, cây này để em bán riêng. Trời ơi, cái tông này mà không chịu chốt chốt gì ta. Quá đẹp, em còn 1-2 combo thôi em sale nha. Rồi, chị Phượng làm gãy lá. À, tôi không biết chị Phượng làm gãy lá. Cho bạn thêm có nụ đi. Rồi, 3 tặng 1 cho chị nè. Tiếng Nga Phan nha. Cây và lưu. Lưu gì đó, là gì nè. Chị cây này á, cây này nó là dòng lai, nó là hàng nắng sê sa nâu nha. Rồi cho mình nhung cây 70 nha, 70 cho mình nhung cây nè. Cái này là sê sa nâu nha, lẻ 70, 3 cây 200 em tặng 1. Em còn mấy cây nữa hết rồi nên là em sale luôn. Xiên hoa cực kỳ, nghe nói dòng sê sa là biết rồi phải không? Là mai mua đi mà mai hiệu ứng là la làng âm sùm cho bị chửi á chị, cho giật mình bị chửi chơi á. Hàng này nó là, hàng này là dòng chuyển màu nha, hai tông màu cho mình. Lưỡi này là lưỡi bệt, em còn có mấy cây à, nó làm sale em tặng thêm cho mọi người luôn. Rồi cho cây đẹp nữa coi. Ba tặng 1-200 chị Mai mua combo đi chị Mai. Em hết rồi đó. Hàng này hàng Thái, về sưu tầm giống đi. Lấy cho cây khỏe, cây bự. 3 cây 200 em tặng 1, còn lẻ 70.000 cây dùm em. Hàng này là chưa có mặt trên thị trường nhiều. Và dòng này vừa là hàng lai của dòng sê sa, vừa là hàng lai xin. Không, sê sa băng cấp khác, sê sa hồng khác, sê sa nâu khác, sê sa trắng khác. Cùng là dòng sê sa nhưng mà anh chị thấy chữ sê sa là anh chị biết nó cực kỳ xuyên hoa rồi. Urana Blue. Ở cái cây Buna Blue nó gần sao quên tên luôn rồi. Quên rồi bà. Đây bà bấm vô Buna Blue, mình có bán bữa đó nó mình tự nhiên quên ngang luôn. Không còn nhớ mặt nó luôn. Cái này nhức đầu không nhớ gì chứ. Rồi, 3 tặng 1 200 nha. Ok thì chốt giùm em. Em lên lại cho ông mới hành lý nè. Thấy không? Còn 2 combo nữa à. Thấy không? Buna Blue là khác. Una Blue Kai hả? Màu đó màu tím mà. Blue Kai là màu tím mà, chứ đâu phải màu xanh đâu. Muốn lấy sơ sa băng cấp không? Lên sơ sa băng cấp sale luôn cho. Nè trả nè. Trời ơi cái này mua đi nha, không mua tiếc lắm á.
cái lỗ tai thì nó dảnh dảnh đó, lỗ tai dảnh dảnh, cái lưỡi thì lưỡi bệt, lỗ tai thì dảnh, cái lưỡi thì bệt, hơi sáng sáng nhẹ nhẹ dễ thương lắm con nè, thấy không nè, thấy trên hình sắp và đang quên rồi không nhớ. Rồi lên cho hàng sổ lại nè, bà gửi mặt bông qua mét anh coi ơi. Xe xa Bangkok này nó bông đẹp ghê, xiên hoa bà cố luôn. Ai lấy xe xa Bangkok không? Còn mấy cái xe luôn cho cả đó. Đó là xe xa nâu hồng, nâu đỏ chứ lộn, nâu hồng luôn. Em bực này quá luôn. Gì vậy? Gì vậy? Gãy hết trơn. Để tới để luôn gãy hết trơn. Đó nè, ba cây này em sale luôn đi, nãy hai chốt 100.000 nè. Ủa phải ba cây này không bà? Ba cây này sale luôn, nãy bán 150 xả ra giờ em bán 100.000, thanh lý cho nó hết luôn. 100.000 cái này luôn đi, em mới ngắt lá thêm đó nên là em bán sale thêm cho mình. Ba cây này nãy 150 nha, nhưng mà bây giờ em sale 100.000 tại hết rồi, hết luôn rồi, bây giờ em sale cho đi luôn. Đẹp đẹp lắm luôn. Làm gì? Nứt dị đường xuống quắc. Cắt luôn vậy. Thiên lang thơm quá hương ơi, còn có một cái hoa hàng ngửi nó thơm. Vừa đẹp vừa thơm hết chị. Thiên lang nó sổ chóp á, đợt này không sổ chóp rồi đợt sau sổ chóp không? Đây là mặt bông của này nè nha. Mặt bông của này nè nha mọi người. Ba cái này là 108 đó, giờ em sale cho ba cây này 100 cho nó hết lô luôn. Đây, mặt bông của ba cây em đang cầm nha. Ba cây này em bán 100.000 chưa được 35.000 cây luôn á. Cái này là em sale thanh lý lỗ rồi nha, về dưỡng nó lại, kích mầm nó lên, mấy em này lúc nào nó cũng ít thân chứ nó không có nhiều thân. Ba cây đó 100 ok, chốt 100 giùm em. Nãy ai chốt hộp đó. Ba cây 100 cho chị Nhi Nguyễn nè. Tại xã ra là chị bán luôn á Bảo ơi. Rồi anh Việt Hà chốt sao rồi, Bảo chốt sao rồi, hết rồi. Hết rồi mọi người, em có ba cây nữa. Em còn hàng lá, anh Việt Hà lấy không? Hàng lá ba cây 180, 4 cây 120, hàng lá thì nó đẹp. Rồi xe xa Bangkok nè mọi người, 70.000 cây, giờ em bán 50.000 cây cho mọi người. Có gỗ không chị? Mọi người mua ủng hộ em đem sao cho hết, mấy cây này bị xả ra trời đất. Ừ. 50.000 một cây này cho mọi người. Không, 60.000 cây đi, 4 cây 200 thôi bị chửi chết. 60.000 một cây này cho anh chị đi nha, rồi đi 4 cây giùm em thì 200, 3 cây 100 em hết rồi chị ơi. Nè. Tại vì thằng này 70 và em bán 60.000 một cây, em được có mấy cây nữa nè. Sale thanh lý cho mọi người luôn. Dendro nắng Sisa Bangkok, dòng này là hơi bị tuyệt vời luôn nha. Đây 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 đây. Bây giờ nhiều vòi đây không có tính không, đang lên vòi mới, mỗi nách mỗi vòi luôn. Một cây 60.000 cho chị Thanh Nguyễn một cây nè. Cây cao nè. Trời ơi mấy thằng này là về mấy anh chị khỏi lo luôn đi. Em bán này không có bán vòi nha mọi người, không bán vòi, không bán hoa nha. 60.000 một cây. Ê thằng này nó về lên chớp đẹp lắm. Rồi cái này nó có bị gãy ủng quá nha. Không vòi nhiều nó bà ơi. Nè cây này cho bà đi. Rồi một cây này cho chị Hồng Nhung nè. 60 nè. Một cây hoa lùm hả? Lùm không có hoa. Có hoa thì không có lùm. Cái này em bán thanh lý rồi, để em coi tình hình rồi em bán thêm cho mọi người. Cái này cho chị nha, 60 nè. Hoa này còn chơi được. 60 cho chị Giàu Phan Thanh nè. 4 cây đi 200. Em còn mấy cây à, sẽ thanh lý cho mọi người luôn. Còn cây nào hơi tệ tệ em sẽ bán 50. Ai muốn lấy 50 em cũng có luôn. Cây nãy chị Thanh chốt rồi. Đây, trời ơi mấy thằng này về cứ việc đi, 7.000 cây là ghẻ muốn chết rồi. Em bán có 60 rồi. Em qua lô này nha, em mua mua. Còn không thì nữa hết rồi nha, không có, không bán cho đó nữa. Trả nè. Rồi, lên cho thanh lý tiếp tục nha. Cây đẹp mà giá rẻ chứ không phải cây thanh lý đâu. Em bán cây này là cây đẹp mà giá rẻ chứ không phải là cây thanh lý. Đây là cây đồng tiền vàng.
35 cho anh chị nha. Ok, chốt 35 giùm em. Đồng tiền vàng, đồng tiền đổi màu, đồng tiền vàng, đồng tiền trắng, đồng tiền đổi màu là nó đó. 35k. Chú mẹ lâu rồi hả? Chị Thiết Ngọc Hoàng chưa có phải không? 35 chị Phương Quỳnh nè. Chị Thiết Ngọc Hoàng chưa có phải không? Lấy cây đẹp nhiều rồi. Đâu có vội, có bán vội đâu. Ừ. Cây lùm cho bả đi rồi về tự động mở mai mốt trồng nhiều rồi. Chứ không có bán dồi. Đừng kem lựa nhiều dồi, dồi đâu có mọi người ơi. Rồi cho chị Thiết Ngọc Hoàng cây lùm nè, 60.000. Này em bán giá rẻ không chết rồi. Nè. Cảm ơn chị Phương Quỳnh. Khách quen khỏi cho số điện thoại nữa tình yêu ơi. Ê mọi người mua thiên lan vàng sổ chớp không? Đâu có gỗ đâu rồi, em sale hành lý luôn nè. Một cái xanh cho mua thiên lan. Nhỏ xíu mà một hoa to là to ở bông hồng sập bông bự dữ lắm. Cái này là cây hoa hồng blue hay gì này. Không ra mọi người ơi. Cái này hồi hồi em bán rẻ nhất 50 á. Cái này cho mọi người bán sổ 45 xác suất là hoa hồng blue á. Mọi người mua thiên lan vàng không? Thiên lan vàng là xác suất sổ chớp là thứ nhất, thứ hai nữa. Con số chỗ người ta gọi là vàng công chúa đó. Thứ ba nữa có review của chị kia đó anh chị nha, cho chị vào phân thanh 45 này. Hoa thơm mà đẹp nữa đó. Cho chị vào phân thanh. Cái này xác suất là thạch bảo ngọc. Bữa em bán 45.000 nè, giờ vẫn giữ giá 45 nha, tại thạch bảo ngọc 70 lần. Anh Golecat. Có chị Mỹ Vân ơi. Anh Golecat lấy cái lô là cách mới thì mấy bạn không có lên, với lại là cách nữ hoàng mà hàng lá chị. Đại Mỹ Nhân cũng có, nữ hoàng cũng có, lai cách mới cũng có. Lai hồ điệp. Ê muốn mua cái hàng lai hồ điệp với lai cáp không? Tím bông to ngậm ngọc rất là đẹp. Cái này 45.000 bao rẻ nha, xác suất là thạch bảo ngọc. Hàng này thường thường giá của nó 70 là rẻ nhất nha. Bữa em bán 45 nè, giờ em vẫn giữ giá 45 tại vì giá này không có giảm được nữa. Cho chị vào phân thanh nè. Cái này bữa 50 nè. Cây này cái gì bữa đó cái gì không biết nữa nè. Không biết bò đổi màu hay là bò ba màu hay là hàng hồng long hay là hàng gì không biết mà. Nói chung là không biết. 50.000 cây này. Hai cây này bữa đó đẹp muốn chết, của ai mà xả gì trời, cây nhú vòi, cây có vòi. 45 hả? 45 em hết rồi, có con cây nữa chị ơi. 50.000 cây này là bao rẻ nha, mấy cây này bình thường là 80.000 hay 90.000 gì em không biết nữa. Mấy cây này là hàng nắng xưa á. Hello anh Thông Lưng. Mấy cây này nè là hàng nắng xưa, nó kiểu như của dòng nghe nói nắng xưa cái nhìn gì má ơi. Màu cam là mắt gồng cam, trắng tím đậm. Bây giờ chị muốn mua đậm, chị mua hàng lai hồ đẹp đi. Không, 2k90 không bác. À, chị mua hàng lai hồ đẹp tím hồng ngọc nên lấy lai được tím hồng ngọc đi coi. Cơ bông 50.000 một cây này nha anh chị, nào ok chốt không em. Hồng Nhung chuẩn bị chốt này nè. Nè em có màu này được không chị Mỹ Văn ơi? Hàng đang gòi 60.000 cây và bán 4 cây 200 luôn nè. 4 cây 220 mà em bán 4 cây 200. Có gì đâu buồn anh, chứ hàng đó 90.000 cây, em bán có 50.000 à. Em có màu này nè. Bán rẻ nhất 70 đó. Có 10.000 mà tiếc nha em, cái này cây tơ chứ đâu phải đâu, 2 cây chị Cẩm Hồng nè. Cây này sao luôn không có bán. Và cái này đỏ luôn vàng nha. Chuẩn bị lú rồi. Cái này mà về sổ chớp ra cái tay em cừ hả họng luôn á. Đang lú mầm nó quét 70.000 cái này nha. Trong chậu lớn luôn. Mà cây này xả trời ơi. Dáng xưa có chị nhưng mà cây nó xấu nha. Cây thanh lý em bán có 40.000 cây à. Trời ơi đỏ luôn vàng nha. Hàng này là bao đẹp. Hàng này là sổ chớp cho Hồng Nhung Lê nè. Ai bà mua về bà đấy cái đó em tôi nha. Cái này là hoa hồng blue 50. Hoa hồng blue nha. Cái này là hồng blue luôn mà em bán sổ 50.000. Ok chốt 50 giùm em. Lai cát đó chắc chiều chiều em mới bán, giờ em chưa bán nữa. Mấy cái này xả rũ quá mọi người.
có con cây la cát đại mỹ nhân nữa nè, bữa đó em bán 70 và em bán cho cây này 55.000 luôn, la cát đại mỹ nhân. Chị Phương Quỳnh chốt gì ta, chốt hồng luôn hả? Vậy chốt giá mẹ em đi tình yêu ơi, đúng thôi chốt vậy không biết gì luôn á. Đúng là rồi em lên thiên lang vàng cho nó bị hư vòi nha, nó vừa lú vòi à, nhưng mà đãi mấy em gài á nó bị hư, em có con gỗ em xeo. Cây này là đại mỹ nhân nha mọi người, đại mỹ nhân này là 80.000 cây, ba cây 220 đó, đang lú vòi em đi 55.000 cây này, có ok chốt chốt giá giùm em nha, chứ mấy anh chị chốt chốt em không biết chốt gì nữa, chốt giá giùm em coi chừng có mầm nha, chốt giá giùm em nha. Không đẹp hơn mấy chị trả lại đi, còn không thì để em chuyển khoản lại cho chị ơi. Tại vì bữa đó có hai cây kia là cao nhất mà mấy người kia dành quá, thôi em để cho chị luôn. Em phải dành hoài thôi, em để dành cho chị luôn á. Kệ về đi nuôi cho nó cao thêm chứ, ở đây không có cái nào cao bằng cái đó nữa trơn á. Trời ơi. Cái hàng là cát đại mỹ nhân mà mấy chị hỏi màu gì, 55 chị Ánh Ngọc nè, em không biết màu. Là cát đại mỹ nhân dòng biến thiên mà. Bữa đó cây mặt bông hai cây đó là cao, rất là nhiều người chốt luôn á, nhưng mà em để cho chị á. Rồi đâu còn cây nào cao vậy đâu. Nó lùn hơn tí xíu à, kệ. Ghép tầng giùm em đi tình yêu. Cây này em bán sổ cho mọi người 40.000 nha. Không cần biết nó là gì đi, 40 cây này đi, bữa đó bán 50 nè. 40 nha mọi người. Đây bà lấy cái hàng la cách mới cho tôi. Mặt hoa. Em có hàng lai cách mới này, mấy em gà em không có bán nó nè. Rồi đem lên thiên lang cho, trả này đi. Qua này. Thiên lang vàng là xác xuất sổ chớp, nó mới lú vòi lên khúc, nhưng mà mấy gà em không có bán, để nó bị lỗi rồi. Em có gỗ à, 70.000 cây và em bán 4 cây 200 cho mọi kéo tôi cắt luôn rồi bà. Ông 4 cây 180 đi. Hàng này là xác xuất sổ chớp nha. Em bán 4 cây này 180. Cái nào còn vòi được thì đã chơi vòi được như chơi. Bán hành lý mà cây đẹp quá rẻ nữa. Cây đó không phải cây hành lý, nhưng mà tại em bán hành lý á mọi người. Không phải cây hành lý nhưng mà em bán hành lý thôi. Đây để em cho xem hoa của thằng này cái. Nếu nó sổ chớp thì nó ra gấp bay gót nha. Bán luôn 45.000 cây đi, ai muốn mua mấy cây mua hỏi. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây gì đó tùy anh chị. 70.000 cây nha, giờ em bán 45.000 cây. Cho bớt đi, tặng bớt đi. Tạo tình cảm tặng bớt đi xong cái mình mua tiếp. Hoặc là mình mua mình chuyển thẳng về nhà người ta luôn, giống như anh Thương, anh Bình rồi đó. Mua xong chuyển khoản cái chuyển về nhà người ta. Chưa có mặt hai nữa hả? Chị lấy mặt hai của Thiên Lan Hoàng tôi cái đi. Đây, em này bình thường là 70, xác xuất sổ chớp. Có vòi, nhưng mà cái vòi này á là nó bị hư nha, chứ chưa có ra. Hai cây chị Phương Quỳnh nè, một cây chị Thiến Nga Phan nè, em có gỗ thôi nha. Bao đẹp luôn. Hỏi chị Lon Chằn đó, đó là chỉ cảm nhận á. Còn em thì em nói là thơm nhẹ, mặt hoa này ngoài bao đẹp, nó gọi là long lanh lung linh luôn á mọi người. Đây em này nó sẽ sắc sảo hơn nha, mặt hoa chớp của nó nè, em này nó sẽ sắc sảo hơn những cái cây bình thường của mình. Tuy nó là cũng vàng lưỡi đỏ, nhưng mà vàng lưỡi đỏ của nó cánh kiểu như nó sắc hơn, rất là đẹp, mà nó long lanh ngộ lắm, lạ lắm. Em có mấy cây à? Em đi cho mình 45.000 cây nha, ai muốn mua mấy cây mua, con gỗ này hết đúng không? Để mấy em gà tội nghiệp nó rơi. Hoàng gực mà thơm gì đau quá hả? Sổ chớp nữa chứ, xác xuất sổ chớp nữa. Để mấy gà nó bị hư vòi tội nghiệp nó. Bốn mươi lăm ngàn cây nha, bị hư vòi nữa là em bán, em bán hành lý cho mọi người. Khánh Linh, Linh Khánh cây nè, trời ơi mua đi, xác xuất sổ chớp rồi mọi người, em bán hành lý rồi, quá rẻ rồi. Chưa cây nào ra bông hết hả?
Em lỡ nó ra một lọt cái sao giờ ta? Hôm nay đẹp hơn không combo, chị chốt thì đẹp, chỉ có cây chị chốt thêm. Ok, chị biết sao không? Cây đó là nó cao hơn ta rồi. Hôm nay đẹp. Hôm nay đâu có mấy cây đó là mấy cây bị xả đó. Cái cây cao đầu tiên mấy cây đó là bị xả đó. Chứ giờ còn là cây lùng lùng không à. Mấy cây em lên là mấy cây bị xả đó. Xả nó làm bán giá em giảm hơn 60 đó. Chứ em còn mấy cây lùng đó nữa, em tính ra nó luôn nhưng mà chưa ra nó. Rồi, 45k một em này cho anh chị luôn nha. Anh chị có sưu tầm thì tầm cây đẹp đàng hoàng, nhưng mà là do nó bị gãy cái dầu thôi, hư cái dầu thôi. Bỏ cái này ra luôn đi. Nó bị hư cái dầu nên là em sale thanh lý cho mọi người luôn. Còn mấy cây nữa à? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em còn 6 cây nữa, có anh chị nào chốt chốt giùm em nha. Này em bán thanh lý 2 cây chị Ánh Ngọc nè. Đẹp mà, mấy cây này đẹp nhưng mà tại nó bị hư cái dầu thôi. Chứ đâu có 6, 2 cây chị Ánh Ngọc nè. Em còn cây cao nhồng nè, em bỏ đi em quên nè, có ai lấy không mọi người. Mấy gỗ đâu mà đâu, chết đâu mắt hết rồi. Chết đâu mắt hết rồi. Trời ơi, không thấy sao người bán lan. Người bán lan sắp bị thanh lý đi mất tiêu luôn rồi nè. Ở đó mà sale rồi đó anh ơi. Đây em còn vài cây nữa mọi người, mua cho hết gỗ giùm em đi mọi người. Mọi người ơi à. Mua cho tới giùm em luôn đi, hết luôn nào em biết. Vậy mai mốt em mới dám sale cho anh chị được. Cây bị mắc mưa hói nhũng, mình tưới nước trà được không? Bây giờ cây mắc mưa mà nó hói thì anh chị cắt xác giùm em luôn, rồi để nơi khô ráo không được tưới nước nữa, cách ly nó với mấy thằng khác nha. Đảm bảo nó dễ lây lắm, cái gì chứ thằng úng là trong những cái cây lan mình chăm mấy cái bệnh nó chỉ có thằng úng là sợ nhất. Nó mau lắm, chỉ vòng trong vòng nửa tiếng đồng hồ thôi là nó lây được rồi đó. Cái nào lây anh chị cứ cắt. Cắt giùm em, mới nào là mình tưới nước đi, mưa phải không? Mình tưới nước cho nó ướt hết, đặng nó trôi đi mấy cái axit có hại á. Xong rồi mình cắt cái phần đó. Một là anh chị để nơi khô ráo, không tưới nước, không tưới gì luôn, để cho nó khô luôn. Thứ hai nữa là mấy anh chị để cho làm sát khuẩn, bôi sát khuẩn lên xong, hoặc là bôi cái keo liền sẹo lên, hoặc là xong móng tay lên cho nó khô lại. Đảm bảo nó cái dấu nó còn cắt, nó còn ướt mà mấy anh chị tưới nước vô nó là tèo teo luôn á. Rồi em còn mấy cây thiên lan, ai mua giùm em đi mọi người ơi. Rồi em qua cái này nha, còn 5 cây mới chịu à. Em ra vàng luôn đi chị ơi. Có gỗ hành lý này đẹp lắm nè. Cây này là cây nắng Hoàng Long nha, 50.000. Em coi còn mấy cây Hoàng Long là 80, em bán 50. Cho anh chị xem hoa của Hoàng Long. Nước trà nó chỉ sát khuẩn nhẹ thôi. Cho anh chị xem hoa của nắng Hoàng Long nha, bao đẹp luôn. Em còn một cây vàng thơm nè. Mọi người có mua mà em nha, 50. Bao đẹp luôn, bao cao luôn. Thằng này cây tơ. Một cái tông màu ăn đứt, tông màu màu vàng luôn. Bao đẹp cho mọi người luôn. Giá của nó bình thường là 80. Và cây này trên thị trường hạn chế có nha mọi người. Có một thời gian không có cây giống luôn. Nói chung hồi đó em bán là em chỉ bán cái cây là cây lớn 800-900 ngàn không đó, không có bán cây nhỏ. Mà sau này được mớ cây nhỏ tới bây giờ luôn. Ok chị Phương Quỳnh, đợi em xíu. Đây, ăn nắng hết nó sẽ lên màu như thế này cho mình nè. Màu này là tông, này là tông ăn đứt hơn bò vàng luôn nha. Bò vàng nó đã đẹp rồi mọi người, nó đã long lanh rồi. Hằng này cái bảng nó bự hơn nha. Nó là cái tông màu trộn trên hai cái lỗ tai cho mình. Vẫn là lưỡi bệt, vẫn là khuôn hoa phơm bông to.
Và em này là lưỡi bọt nha, màu vàng mà có điểm nhắn, đó là cái họng ở trong nó màu tím tím tí xíu. Hai cái lỗ tai của nó ở dưới tầng này sẽ là màu vàng, ở trên sẽ là màu vàng nâu cho mình. Đó mặt hoa của nó đó. Em lấy chị cây cao này nha. 50, trời ơi, nó không chọt vào được nữa. Rồi 50 chị Phương Quỳnh nè.